Ngọc Dung và Phí Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với Điểm tin Thế Giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Tỷ lệ ủng hộ chính sách kinh tế của Tổng thống Trump cao nhất từ trước đến nay. Theo cuộc khảo sát của CNBC, tỷ lệ ủng hộ chính sách của Tổng thống Trump trong việc xử lý đại dịch tăng vọt. Dù COVID-19 đang khiến nền kinh tế Mỹ trao đảo, và số người thất nghiệp nhiều hơn. CNBC đã khảo sát 800 người Mỹ từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 4. Kết quả được công bố hôm mùng 8 tháng 4 cho biết, tỷ lệ ủng hộ tổng thống Trump trong việc xử lý nền kinh tế đã tăng từ 49% trong tháng 12 năm 2019 đã lên tới 52%. Mức cao nhất từ trước đến nay trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, tỷ lệ ủng hộ tổng thống Trump cũng tăng vọt từ 40% trong tháng 12 năm 2019 lên 46%. Đây cũng là mức ủng hộ cao nhất mà ông chủ nhà trắng có được. Tỷ lệ không ủng hộ giảm 6% xuống còn 43%. Tổng thống Trump thậm chí còn nhận được sự ủng hộ cao hơn từ những thành viên đảng Dân Chủ. Tỷ lệ ủng hộ công việc của ông đã tăng kỷ lục lên 20%, từ mức 8% trong tháng 12 năm 2019. Cuộc khảo sát cũng cho biết, 10% người Mỹ nói họ mất việc vì dịch bệnh, 16% bị cắt giảm lương, 45% người Mỹ đánh giá nền kinh tế là kém. 22% đánh giá là trung bình. Kết hợp thành 77% người Mỹ không mấy hài lòng về nền kinh tế. Tăng 20% từ tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, theo ông Brybart, tình hình thiếu lạc quan như vậy là phổ biến trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống Barack Obama. Các kết quả khảo sát cho thấy dù nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch COVID-19. Nhưng nhìn chung người Mỹ vẫn lạc quan, 51% cho rằng nền kinh tế sẽ cải thiện trong năm tới. Đa số người được khảo sát cũng cho rằng việc đóng cửa nền kinh tế sẽ diễn ra trong thời gian ngắn. 49% cho rằng nền kinh tế sẽ trở lại bình thường trong vài tháng tới. 26% cho rằng nền kinh tế sẽ mở cửa trở lại trong năm tới chỉ 6% cho rằng việc đóng cửa nền kinh tế sẽ kéo dài hơn một năm. 8% số người được khảo sát lo ngại sẽ bị cắt giảm lương trong vài tuần tới và chỉ có 1% lo ngại sẽ mất việc. Điều này cho thấy ảnh hưởng lớn nhất từ việc đóng cửa nền kinh tế đối với thị trường lao động đã qua. Việt Nam chuẩn bị cho tình huống bùng phát dịch COVID-19 AFP, thành phố Hồ Chí Minh lên phương án ứng phó với tình huống có 500 trường hợp mắc COVID-19. Hà Nội lên phương án thi công bệnh viện dã chiến. Theo tính toán của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, được báo trong nước vào ngày 9 tháng 4 dẫn lại, nếu thành phố có 500 trường hợp mắc bệnh thì sẽ có 150 trường hợp nặng và 3.200 trường hợp nghi ngờ. Do đó, khi dịch bùng phát lan rộng, thành phố sẽ sử dụng tất cả khu cách ly của các bệnh viện trong thành phố cho bệnh nhân Covid-19. Sở Y tế đã giao phòng nghiệp vụ y xây dựng kế hoạch đào tạo lại về kiểm soát nhiễm khuẩn cho đội ngũ y bác sĩ chống dịch. Giao phòng tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch luân phiên nhân viên y tế tại các bệnh viện công lập làm nhiệm vụ tại các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19, bổ sung các xe cấp cứu, trong đó có xe cấp cứu được trang bị phòng áp lực âm để vận chuyển người bệnh. Nguồn nhân lực phải được tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn và năng lực chuyên môn. Còn tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với cán bộ, ngành liên quan dự toán xây dựng bệnh viện giã chiến có quy mô. Hình thức khác nhau, theo hình thức lắp khép, lều bạt, chuyển đổi các sân vận động, nhà thi đấu, hội trường, cơ sở giáo dục thành bệnh viện giã chiến để điều trị bệnh viên COVID-19. Bệnh viện giã chiến phải đáp ứng một số tiêu chí như vị trí thuận lợi, cách xa khu dân cư nhưng gần khu vực cung cấp lương thực, thực phẩm. Ngoài ra, các bệnh viện này phải có sẵn nguồn cung cấp điện, nước sạch và thoát nước đáp ứng được các thiết bị y tế cần thiết theo cấp độ phục vụ. Các đơn vị tư vấn đã đưa ra một số phương án xây dựng các bệnh viện giã chiến có từ 300 đến 500 giường và từ 800 giường đến 1.000 giường. Các quang biển AAG sẽ được sửa trước ngày 22 tháng 4. Các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước cho biết tuyến cáp quang biển quốc tế AAG sẽ được sửa chữa từ ngày 17 tháng 4 tới ngày 21 tháng 4. Theo thông tin từ truyền thông trong nước, đối tác quốc tế thông báo kế hoạch sửa chữa và khắc phục sự cố xảy ra trên tuyến cáp quang biển quốc tế AAG, Asia America Gateway, tới các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam. Dự kiến trước ngày 22 tháng 4, Tuyến cáp này sẽ trở lại hoạt động bình thường, đảm bảo lưu lượng internet trong và ngoài nước. Trước đó vào tối ngày mùng 2 tháng 4, tuyến AEG xảy ra sự cố trên nhánh S1, kết nối từ Việt Nam đi Hồng Kông, khiến toàn bộ lưu lưu lượng đường truyền đi qua hướng này bị mất và làm sụt giảm đáng kể băng thông đi quốc tế đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Sau khi xảy ra sự cố các nhà cung cấp dịch vụ đã định tuyến lưu lượng sang các hướng cắp biển, cắp trên đất liền khác. Tuy nhiên, AAG đã từ lâu được nhiều nhà mạng tại Việt Nam khai thác và sử dụng. Vì vậy, sự cố xảy ra trên tuyến cắp biển này có ảnh hưởng nhất định đến quá trình cung cấp dịch vụ. Cùng ngày, hãng Huawei được gọi là Huawei. Trung Quốc thông báo sẽ ra mắt smartphone P40 và P40 Pro tại Việt Nam. Vào ngày 21 tây tháng 4, hai mẫu smartphone này được cho là có nhiều cải tiến về camera và những chức năng khác như trang bị bộ vi xử lý Kirin 990 5G, tăng hiệu suất AI tiết kiệm năng lượng và xây dựng ứng dụng app gallery của riêng mình. Tổng thống Trump cảnh báo điều tra WHO. Tổng thống Trump hôm 8 tháng 4 tiếp tục chỉ trích tổ chức y tế thế giới WHO đồng thời cảnh báo sẽ điều tra. Chúng tôi sẽ xem xét một cuộc điều tra và chúng tôi sẽ ra quyết định. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại cuộc họp báo hàng ngày ở Nhà Trắng hôm mùng 8 tháng 4, Hu đã sai theo nhiều cách. Họ cũng đã giảm nhẹ mối đe dọa từ COVID-19. Theo tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, ông Trump cáo buộc Hu hôm 14 tháng 1, nói rằng NCOV không lây từ người sang người và lên án việc tổ chức này chỉ trích quyết định chặn các chuyến bay từ Trung Quốc của ông ca nhiễm mới COVID-19 tại Đông Nam Á tăng mạnh. Reuters đưa tin, ông Asmat Duranto, một quan chức trong Bộ Y tế Indonesia, hôm nay thông báo nước này có thêm 336 trường hợp mới nhiễm COVID-19, mức tăng hàng ngày cao nhất kể từ khi dịch vùng bùng phát vào tháng trước. Ông Duranto cũng xác nhận 40 trường hợp tử vong mới nâng tổng số lên 280. Hiện Indonesia có 3.293 ca nhiễm, trong đó 252 người đã phục hồi. Giới chức y tế Singapore cùng ngày báo cáo thêm 142 ca nhiễm NCOV, mức tăng cao nhất từ khi xuất hiện dịch. Nâng tổng số người nhiễm ở nước này lên 1.623. Trong số các ca nhiễm mới, 55 ca liên quan đến các cụm dịch đã biết 13 ca lây từ người đã nhiễm NCOV, 2 ca nhập khẩu và 72 ca chưa rõ nguồn lây. Singapore đã ghi nhận 6 ca tử vong. Malaysia ghi nhận 109 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 4.228. Số ca tử vong cũng tăng thêm 2, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 67. Philippines xác nhận thêm 206 ca nhiễm và 21 ca tử vong mới. Tổng số ca nhiễm tại Philippines là 4.076, trong đó 203 người đã tử vong. Hiện Philippines là nước chịu ảnh hưởng nhất vì dịch bệnh tại Đông Nam Á. Thái Lan báo cáo 54 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Hai nạn nhân tử vong gồm một người Pháp 74 tuổi và một người Thái 84 tuổi. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 2.423, trong đó 32 ca tử vong. Nhật chi 2,2 tỷ US dollars để các công ty rời Trung Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP đưa tin, Nhật Bản đã dùng 2,2 tỷ US dollars trong gói cứu trợ kinh tế để giúp các công ty nước này chuyển nhà máy và hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh virus corona phá vỡ chuỗi cung ứng giữa các đối tác thương mại lớn. Cụ thể, 220 tỷ Yên, tức là 2 tỷ USD, sẽ được dùng để giúp các công ty chuyển nhà máy sản xuất về Nhật Bản, và 23,5 tỷ Yên để giúp các công ty muốn chuyển viện sản xuất sang nước khác, theo kế hoạch được đăng trực tuyến căn cứ không quân của Mỹ ở Afghanistan bị tấn công. Căn cứ không quân Mỹ ở Afghanistan hôm nay đã bị 5 tên lửa bắn trúng nhưng không có thương vong. Reuters dẫn lời lực lượng của Afghanistan do NATO lãnh đạo cho biết nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố sẽ thực hiện vụ tấn công. 5 tên lửa đã bắn vào sân bay background vào sáng sớm hôm nay lực lượng của Afghanistan do NATO lãnh đạo, còn gọi là lực lượng Resolute Support cho biết trên Twitter. Đây là căn cứ không quân chính của Mỹ ở Afghanistan, nằm tại phía bắc thủ đô Kabul. IS tuyên bố trên mạng xã hội rằng các binh lính của họ đã nhắm mục tiêu tấn công vào một bãi đáp trực thăng tại background. Vụ tấn công xảy ra vài tuần sau khi phe Taliban và Mỹ đạt được thỏa thuận về việc rút quân đội nước ngoài do Mỹ lãnh đạo ra khỏi Afghanistan. Thỏa thuận này không bao gồm phiến quân IS. Mô hình mới dự báo số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ giảm. Các nhà nghiên cứu Đại học Washington đã cập nhật một mô hình tính toán dự tính số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ thấp hơn nhiều so với mô hình trước đó. The Epoch Time đưa tin mô hình này là kết quả nghiên cứu của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe của Đại học Washington, Mỹ. Mô hình dự báo đến tháng 6 năm 2020, Mỹ sẽ không còn ca tử vong mới vì virus Vũ Hán. Tổng số ca tử vong tại nước này sẽ nằm khoảng 49.331 ca đến 136.401 ca, trung bình là 81.765 ca. Phiên bản trước khi cập nhật của mô hình này đã dự báo tổng số ca tử vong tại Mỹ sẽ tăng tới 93.531 người. Thống đốc New York Andrew Cuomo và tiến sĩ Deborah Briggs nhiều điều phối những lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng chống virus corona là hai trong số các quan chức hàng đầu của tiểu bang và nước Mỹ đã chỉ trích số dữ liệu, báo và mô hình mới. Đỉnh điểm về số ca tử vong tại Mỹ được dự báo sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 ước tính nằm trong khoảng 1.282 cho đến 7.703 ca. Mô hình trước đó dự báo con số trung bình ước tính số ca tử vong đỉnh điểm sẽ là 2.644. Tuy nhiên, với mô hình mới, số ca tử vong hàng ngày được dự báo sẽ giảm nhanh hơn so với mô hình cũ. Tiến sĩ Christopher Murray, giám đốc IHME cho biết trong một tuyên bố rằng mô hình dự báo được sửa đổi để phản ánh việc phân tích dựa trên dữ liệu mới. Ông Murray nói, vì chúng tôi có được nhiều dữ liệu và dữ liệu chính xác hơn, các dự báo mà chúng tôi tại IHME tạo ra trở nên chính xác hơn. Ông cho biết những dự báo này rất quan trọng đối với các nhà quản lý y tế, các nhà hoạch định chính sách và bất kỳ ai có liên quan đến việc chăm sóc những người bị ảnh hưởng và lây nhiễm virus corona. Trung Quốc xuất hiện ổ dịch mới trong cộng đồng gốc Phi. Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc đã xuất hiện một ổ dịch COVID-19 mới trong cộng đồng những người gốc Phi sau khi 5 người gốc Nigeria cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán, một điều tra đang được thực hiện để khoan vùng ổ này. Theo bản tin hôm thứ Ba của SCMP, các bệnh COVID-19 mới đều liên quan tới một nhà hàng ở đường Khu Quan, quận Yushu, thành phố Quảng Châu. Các nhà chức trách cho biết 10 bệnh nhân nCoV ở thành phố Thủ Phủ của tỉnh Quảng Đông, gồm 5 người Nigeria đều từng đến nhà hàng này. Cho tới nay, Quảng Châu đã xác nhận 463 trường hợp nhiễm virus U Hán, trong đó có 111 người nhiễm bệnh ở nước ngoài và 16 bệnh nhân gốc Phi. Cụ bà một là một tuổi trốn ra ngoài vi phạm lệnh phong tỏa. Một bà cụ 101 tuổi người Đức hôm thứ Ba đã vi phạm lệnh phong tỏa của chính phủ khi trốn khỏi nhà để tới thăm con gái vào ngày sinh nhật của mình. Fox News cho biết thông tin từ giới chức Cộng hòa Liên bang Đức, người phụ nữ đã trốn ra ngoài theo lối thoát khẩn cấp của ngôi nhà của bà thuộc thành phố Brunswick, cách khoảng 140 dặm về phía tây của Berlin, AFP đưa tin. Người phụ nữ hơn 100 tuổi đã gọi cảnh sát sau khi đi lạc đường, trong khi tìm kiếm, nhà con gái của mình ở vùng ngoại ô. Bà cụ nói với các sĩ quan cảnh sát rằng bà sống với con gái, tuy nhiên cảnh sát không tin như vậy. Sau đó, cảnh sát đã đưa bà cụ đến gặp con gái của mình. Hai mẹ con bà nói chuyện qua cửa kính xe tuần tra của cảnh sát trước khi bà được đưa về nhà. Trung Quốc điều tra tỷ phú chỉ trích chính quyền về COVID-19. Fox News đưa tin Ủy ban kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang điều tra ông Nhậm Chí Cường, một tỷ phú người Hoa bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 3 sau khi thẳng thắn phê bình chính quyền yếu kém trong cách phòng chống viêm phổi Vũ Hán. Theo thông tin của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ông Nhậm bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng pháp luật và các quy định của Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Nhậm là một đảng viên nhưng cũng có những chỉ trích thẳng thắn vào Tổng Bí Thư, kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình, gọi ông Tập là thằng Hề. Ông Gordon Chang, chuyên gia về vấn đề đối ngoại với Fox News, tôi nghĩ số phận của Nhậm sẽ được quyết định bởi một cuộc đấu đã dữ dội trong nhóm đảng viên quyền lực nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cho biết nếu Tập cận bình thắng thế chúng ta sẽ không nhìn thấy nhậm trong một thời gian dài còn nếu đối thủ của tập thắng thì nhậm sẽ là người hùng tiếp theo của trung quốc mặt trăng thể hiện trạng thái bất thường vào đêm qua mặt trăng bỗng nhiên nở sáng và phát sáng hơn bình thường vào đêm thứ ba trong bối cảnh thế giới đang vật lộn với đại dịch viêm phổi vũ hán theo Reuters, không cho rằng đây là điểm gỡ một nhà quan sát Bắc Kinh Trung Quốc nói hiện tượng này là một điểm lành hiện tượng hình dịch bên ở Trung Quốc đang trở nên ngày càng tốt hơn mặt trăng này mang tới một điều gì đó tốt đẹp tôi hạnh phúc khi nhìn thấy nó Trung Quốc trong những ngày gần đây báo tuyên bố số lượng giảm sút về người nhiễm nhiễm và chết virus Vũ Hán mặc dù đã xuất hiện một số ổ dịch mới tuy nhiên Giới quan sát quốc tế bày tỏ nghi ngờ tính trung thực và dữ liệu thống kê từ Trung Quốc cho rằng con số thực tế là cao hơn. Công bố Sanders rất nhiều. Từ bỏ tranh cử Tổng thống Mỹ Ứng viên Tổng thống Bernie Sanders của Đảng Dân Chủ đã dừng chiến dịch tranh cử của mình vào tháng thứ Tư. Quyết định này của ông Sanders đã dọn đường cho cựu phó Tổng thống Joe Biden làm người đại diện cho Đảng Dân Chủ tranh cử với tổng thống đương nhiệm Donald Trump vào tháng 11 tới theo Reuters. Ông Sanders, 78 tuổi, thừa nhận rằng ông rút lui vì không có nhiều cơ hội chiến thắng sau một loạt các thất bại trước, ông Biden trong cuộc đua làm ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ. Mặc dù chấp nhận thua đối thủ, nhưng ông Sanders tuyên bố sẽ hợp tác với ông Biden cựu phó của Obama nhằm đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Hu bị chỉ trích, Bắc Kinh lên tiếng bảo vệ. Fox News đưa tin, bộ máy tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc hôm thứ Tư đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ Tổ chức Y tế Thế giới Hu sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ cắt tài trợ cho Hu vì sự quỵ lụy của tổ chức này đối với Bắc Kinh. Người đứng đầu Hu, Tedro Adhanom Ghebreyesus đang đối mặt với làn sóng chỉ trích và yêu cầu từ chức. Sau khi ông này thể hiện sự yếu kém và đồng thuận với chính quyền Trung Quốc trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, hiện đã có gần 800.000 người ký tên tại trang thỉnh nguyện Change để yêu cầu ông này từ chức và con số đang tiếp tục gia tăng. Không có dấu hiệu muốn từ chức hôm thứ Tư, ông Tedro kêu gọi Mỹ đoàn kết với Trung Quốc để chống lại dịch bệnh toàn cầu và tránh chính trị hóa loại virus này. Nếu Hoa Kỳ cắt viện trợ cho WHO, khả năng cao là tổ chức này sẽ phải chấm dứt hoạt động. Năm 2019, Mỹ tài trợ hơn 400 triệu USD cho WHO, gần gấp đôi đóng góp của nước thành viên lớn thứ hai. Ngược lại, Trung Quốc chỉ đóng góp 44 triệu USD. Chính phủ Syria tiếp tục bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học. Cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế OPCW hôm thứ tư lần đầu tiên chính phủ lên tiếng chỉ trích chính phủ Syria về các cuộc tấn công vũ khí hóa học khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Theo AFP, cơ quan này cho biết lực lượng không quân của tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng khí gas sarin và Cloba lần vào năm 2017. Ba lần vào năm 2017. OPCW cho biết một nghiên cứu của tổ chức này đã kết luận rằng có cơ sở hợp lý để tin rằng thủ phạm sử dụng sarin và clo làm vũ khí hóa học ở Latamanas, Syria, vào năm 2017 là những cá nhân thuộc không quân Syria. OPCW nói rằng nhóm nghiên cứu của họ không thể xác định chính xác các mệnh lệnh từ chính phủ Syria buộc quân nhân sử dụng vũ khí hóa học, nhưng khẳng định rằng mệnh lệnh này phải được phát đi từ các chỉ huy cấp cao trong chính quyền Bashar al-Assad. Ý sập cầu giữa mùa dịch không có người tử vong. Reuters đưa tin một cây cầu nằm trên tuyến đường liên tỉnh ở miền Bắc nước Ý đã bị sập hôm thứ Tư. Nhưng do quốc gia này đang phong tỏa để chống dịch viêm phổi Vũ Hán nên chỉ có hai phương tiện giao thông trên cầu lúc xảy ra tai nạn. Không có thiệt mạng về sinh mạng. Một phát ngôn viên của đội cứu hỏa cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 25 giờ địa phương Cây cầu bị gãy dài 260 mét, bắc qua sông Macra, nằm trên trục đường SS 330, nối hai tỉnh Genova và Florence của Ý. Chỉ có hai xe tải lưu thông tại thời điểm cây cầu bị gãy. Người phát ngôn viên của đội cứu hỏa nói rằng tài xế của hai xe tải này bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện. Thủ tướng Anh đang phục hồi sau khi nhiễm nCoV. Một quan chức cấp cao của chính phủ Anh nói rằng tình trạng bệnh COVID-19 của thủ tướng Boris Johnson vào thứ tư đã được cải thiện, nhưng ông vẫn đang ở trong phòng điều trị đặc biệt, AFP đưa tin. Trong một cuộc họp báo ngắn, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết thủ tướng đã ngồi dậy được Thủ tướng Anh có tinh thần tốt khi điều trị Covid-19. Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn đang được chăm sóc trong phòng đặc biệt vì nhiễm Covid-19, nhưng tình trạng tinh thần của ông rất tốt theo thông tin phát từ uh, ngôn viên ông và AFP trích dẫn. Trước đó, người phát ngôn viên của ông Johnson nói rằng thủ tướng đang được điều trị oxy theo tiêu chuẩn mà không cần bất cứ sự uh, trợ giúp nào khác, không phải dùng tới máy thở bệnh viện của vị thủ tướng 55 tuổi của Vương quốc Anh bắt đầu chuyển đến theo chiều hướng xấu khi đêm Chủ nhật ông bị ho và sốt nhiệt độ cao mặc dù đã trải qua 10 ngày điều trị vì nhiễm virus Vũ Hán. Thủ tướng Anh đã ổn định không phải dùng máy trợ thở. Đài BBC đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trong tình trạng ổn định đã thở oxy nhưng giờ không phải dùng máy trợ thở ngày 7 tháng 4. Thủ tướng thông báo ông có tâm trạng tốt sau một đêm an dưỡng trong phòng hồi cấp cứu vì virus corona. Báo Anh The Guardian viết mặc dù ông Johnson được biết là không có vấn đề gì về tình trạng sức khỏe nhưng lại có tiền xử béo phì là yếu tố gặp rủi ro mới của virus corona. The Guardian dẫn một bài báo tuần rồi có hơn 70% bệnh nhân trong phòng cấp cứu vì virus Vũ Hán là béo phì hoặc quá cân. Ông Boris Johnson năm nay 55 tuổi, ông nhập viện vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 4 sau khi đã dương tính với virus được 10 ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong số những người đã gửi lời thăm hỏi tới ông Johnson. Tất cả người Mỹ đang cầu nguyện cho ông ấy. Ông ấy là một người bạn tuyệt vời của tôi, là một quý ông, là một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Ông Trump nói và cho biết rằng ông chắc chắn thủ tướng sẽ ổn vì ông ấy là người mạnh mẽ. Và lãnh đạo đảng lao động ngài Keir Starmer cho biết ông hy vọng thủ tướng sẽ phục hồi nhanh chóng. Thứ trưởng y tế Nadine Dorries, người đã xét nghiệm dương tính với virus corona tháng trước, cho biết nhiều người bị nhiễm virus sẽ mệt mỏi và sốt cao và cần cách ly để nghỉ ngơi và hồi phục. Mỹ cam kết viện trợ thêm 225 triệu USD để đối phó với dịch Covid-19. Nikkei Asian Review đưa tin Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm ngày 7 tháng 3 thông báo Mỹ sẽ cam kết hỗ trợ 225 triệu USD cho các nước để làm giảm sự lây lan của COVID và thúc đẩy các biện pháp đối phó với dịch trên toàn cầu. Ông Pompeo cho biết khoản viện trợ sẽ được phân bổ cho nhiều kế hoạch bao gồm việc nhân nâng cao nâng cấp lực lượng khám sàng lọc và đào tạo chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Ông phát biểu chưa quốc gia nào dám chi khoản tiền lớn như vậy giải thích thêm rằng Mỹ đã viện trợ 274 triệu USD cho 64 quốc gia, trong đó Việt Nam nhận được 3 triệu USD, Nikkei Asian Review bình luận, động thái này được coi là phản ứng với chiến lược ngoại giao khẩu trang của Trung Quốc. Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh đã gửi vật tư y tế cùng các hỗ trợ khác tới 120 quốc gia vào cuối tháng 3. Tuy nhiên ông Pompeo cho biết Washington sẽ không viện trợ vật y tế, trong đó có thiết bị bảo hộ cá nhân vì Mỹ đang cần lượng lớn các sản phẩm này. Sau Rauder cũng như hôm ngày 7 tháng 4, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ kêu gọi tất cả các nước dù là dân chủ hay không, đều cần chia sẻ thông tin về dịch COVID-19 một cách minh bạch, công khai, hiệu quả. Trong một diễn biến khác, một quan chức cấp cao chính quyền Trump kêu gọi Trung Quốc cho phép Mỹ làm việc trực tiếp với các phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, nơi bùng nổ phát dịch COVID-19 cuối tháng 12 năm ngoái, vì quan chức này cho rằng điều này rất quan trọng để cứu sống người dân trên toàn cầu vũ tuấn và ngọc dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả xin hẹn quý vị vào tuần sau